Jag vill ha mig fanden. Jag gick inte på det, det var ju goda. Oj, nej men, okej, jag kom där. Jag kom där, och så har jag kom till mig. Oj. Så, och kom jag med goda. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một siêu phẩm Samsung Galaxy S7 đến từ Đài Loan. Thì đây chính là sản phẩm đến từ Đài Loan. Sản phẩm này thì cũng khá là đẹp, giống hàng chính hãng gần như là y đúc luôn. Gần như là giống 100% về thiết kế bên ngoài. Đây chính là màu vàng gold. Đây là màu bạc. Đây chính là màu đen. Và đây là màu trắng. Hiện tại thì chúng tôi đang có 4 màu như vậy. Các bạn có thể nhìn thấy 4 màu hoàn toàn là rất là đẹp. Màu nào cũng rất là sáng và bóng. Bởi vì sao nó lại sáng như vậy? Bởi vì là nó sử dụng là các mặt kính cường lực ở hai mặt. Mặt trước cũng là mặt kính cường lực và mặt sau cũng vậy. Tôi sẽ giới thiệu về thiết kế bên ngoài. Thì như các bạn có nhìn thấy thì mặt kính của nó thì rất là sáng và đẹp. Đây chính là màu vàng gold. Ở các góc cạnh thì được làm bo tròn lại giống như trên Samsung Galaxy Note 5 vậy, bo tròn ở các góc cạnh lại. Và cái viền này thì chất liệu là bằng kim loại chứ không phải là bằng nhựa. Đây chính là lút nguồn. Trên này chính là phần khay sim. Khay sim này thì có hỗ trợ lắp thẻ nhớ. Khác với Samsung Galaxy S6 là sẽ hỗ trợ lắp thẻ nhớ ở đây. Khay sim lắp ở đây, nó sử dụng nano sim và thẻ nhớ lắp ở trên này. Hỗ trợ thẻ nhớ là lên đến 64GB. Các bạn có thể lắp thêm thẻ nhớ để sử dụng. Đây, các góc cạnh được làm bo tròn lại. Đấy. Và chất liệu thì đều bằng kim loại. Viền, thép bằng kim loại. Mặt trước là bằng kính cường lực, mặt sau cũng vậy. Bằng kính cường lực và được làm bo tròn như vậy. Cảm giác cầm trên tay rất là chắc chắn và rất là đẹp. Hoàn toàn giống. Như mình đánh giá thì nó giống hoàn toàn. Đây chính là phần camera có độ phân giải 5 megapixel, camera trước và hai cảm biến. Đây chính là loa thoại. Phía dưới này chính là loa nghe nhạc và mic và cổng kết nối để chúng ta cắm sạc. Đây chính là phần cắm jack phone. Và camera sau độ phân giải 13 megapixel. Để flash được làm giống hoàn toàn. Giống hoàn toàn như vậy. Đây, các bạn nhìn thấy thì giao diện của máy. Giao diện thì được làm giống hoàn toàn như vậy. Giao diện giống hoàn toàn. Giống hoàn toàn như vậy. Kể cả nút home này cũng được trang bị chức năng cảm biến vân tay một chạm. Đây chính là phần các chức năng của nó. Được làm giống hoàn toàn so với hàng chính hãng. Máy sử dụng viên pin có dung lượng là 3000mAh. Chính vì vậy là cái mức sử dụng của nó tương đối là tốt. Sử dụng một ngày thoải mái để chúng ta sử dụng. Hiện tại thì chúng tôi đang có rất nhiều các sản phẩm. Ở đây chính là sản phẩm này thì rất đặc. Đây chính là chiếc điện thoại nhé các bạn nhé. Điện thoại nó nhìn rất là đẹp. Ở video sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái sản phẩm này. Đây chính là một chiếc điện thoại. Điện thoại này thì nó chỉ sử dụng 2G thôi. Nạp sim nó thuộc dòng điện thoại đọc các bạn ạ. Nó thuộc dòng điện thoại đọc. Và đây là những cái dòng iPhone 6S Plus. Đây chính là dòng iPhone 6S Plus. Bên mình có đủ các màu. Màu đen, màu trắng, màu vàng, màu hồng đều có cả. Đây là Samsung Galaxy A9. Samsung Galaxy A9 này thì có độ phân màn hình có độ phân giải màn hình của nó là 6 inch. Rất là to. Màn hình 6 inch, rất là to.
Còn đây chính là Samsung Galaxy S6. Samsung Galaxy S6. Hiện tại bên mình đang có và phân phối thêm dòng Samsung Galaxy Tab. Nó thuộc trong những dòng máy tính bảng. Đây chính là Samsung Galaxy Tab. Với mức giá hơn 2 triệu thôi, một cái máy tính bảng to như vậy. Có nắp SIM và nó sử dụng hai SIM luôn. Hai SIM hai sóng. Có thể nghe gọi được trên chiếc máy tính bảng này. Ở video sau thì mình sẽ giới thiệu về cái máy tính bảng sau. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ đi về cái chủ đề chính là chiếc Samsung Galaxy S7 này. Samsung Galaxy S7 này thì cái thiết kế rất là đẹp. Cảm giác cầm rất là chắc chắn và đẹp. Mình vào trong phần giới thiệu. Trong phần giới thiệu của máy thì máy sử dụng hệ điều hành Android 6.0.1. Hoàn toàn giống trên hàng chính hãng. Đây chính là phần tắt các chức năng ứng dụng đây. Cũng giống hoàn toàn trên hàng chính hãng như vậy. Chúng ta ấn vào cái lâu này để tắt đi. Và máy chạy thì rất là mượt mà. Camera sau có độ phân giải là 13 megapixel. Ở đây thì mình sẽ chụp thử một bức ảnh. Và máy có hỗ trợ về cái đèn flash, chính như vậy là chúng ta có thể chụp ảnh ban đêm. Chụp ảnh ban đêm. Ở đây thì mình cũng cài một số phần mềm Facebook này chẳng hạn. Mình có thể lướt Facebook. Đấy, ở đây thì mình chưa đăng nhập vào. Lướt Facebook, Zalo. Lướt Facebook và Zalo. Phần mềm camera 360. Đây chính là camera 360. Ở đây thì mình có thể là chỉnh sửa các hiệu ứng để những bức ảnh nó trở nên lung linh hơn. Mình có thể chọn. Đấy, chọn những cái hiệu ứng như vậy. Chụp ảnh rất là đẹp. Đây chính là bức ảnh mình vừa chụp bằng camera 360. Đây, những hiệu ứng mình đã chọn mà, nên là chụp ảnh rất là đẹp. Đây là phần cấu hình chi tiết của máy. Mình đã dùng phần mềm AnTuTu này để đo về cái cấu hình chi tiết. Máy sử dụng Android 6.0.1, camera có độ phân giải 13 megapixel, tổng dung lượng RAM là RAM 3 GB, bộ lưu trữ hệ thống là 64 GB, camera trước có độ phân giải 4.1 megapixel, là nó thuộc khoảng 5 megapixel đấy, chụp ảnh cũng rất là đẹp. Rồi mình sẽ test qua một cái số cái game, đây chính là cái game chém hoa quả, để test về cái độ mượt của cảm ứng. Quan trọng nhất là cái độ mượt của máy thì mình sẽ ra cái game chém hoa quả này. Chém rất là mượt. Cảm ứng 5 điểm nên là chém rất là mượt. Đấy, mình giới thiệu qua về cái phần chém hoa quả như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ test cái game này là game hành động. Đây là một trong những game hành động.
Game này game nhập vai chơi rất là hay. Đây mình sẽ đăng vào để chơi thử đây. Đấy là cái game hành động, game này game đấu bắn nhau đấy các bạn ạ. Máy lag game rất là nhanh, game rất là lạ mê, nhưng mà máy chạy thì cũng tương đối là mượt mà. Đây chính là khẩu súng mới, khẩu súng mình vừa mới mua xong. Đấy, nên mình test qua những game như vậy. Game 3D thì máy hầu như là chạy được hết cả. Còn đây là những chức năng mà chúng ta có thể vào mạng. Máy vào mạng cũng rất là nhanh, lướt web rất là mượt. Đấy, các bạn thấy là máy lướt rất là nhanh và rất là mượt. Cài xong thế này. Đây là chức năng cảm biến vân tay, thì mình sẽ giới thiệu qua cái chức năng cảm biến vân tay này. Chức năng cảm biến vân tay một chạm. Máy cũng được trang bị chức năng cảm biến vân tay. Ở đây thì các bạn nhìn thấy mình đã cài đặt dấu vân tay rồi. Bây giờ mình cần chạm tay vào, một chạm như vậy thôi là máy sẽ mở ngay, mở khóa ngay. Đấy, chức năng một chạm như vậy, rất là nhạy. Rất là nhạy đúng không ạ? Rồi, hôm nay thì mình đã test qua về những cái sản phẩm Samsung Galaxy S7 này. Thì sắp tới thì có rất nhiều các dòng sản phẩm mới, thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký trên trang của mình để theo dõi về các dòng sản phẩm này. Đây là máy màu bạc này. Đấy. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn hãy liên hệ hotline của chúng tôi để
đặt mua về dòng sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài test video tiếp theo.